Ăn của mình đặc biệt là ăn kèm thêm nước chấm là cá kho, xí mại, trứng, da heo và cái món cá kho là chính. Cá gì cũng được, ví dụ như cá nục, cá bạc má, là cá trâu trắng, tùy theo, cá ngừ. Kho cho nó rục, cho nó thơm chứ. Rồi xong mình đỡ lửa riêu, cá nó thấm vô xong đó. Ăn rất là thơm, bùi. Cái này vẫn không có khuôn cũ chừng nào thì nó ngon chừng nấy chứ. Càng cũ càng ngon. Thơm nó bởi thôi. Nó bởi cũng mới thay khuôn mới nó ít ngon. Cô tên Anh, cô 58 tuổi. Căn của mình đặc biệt là ví dụ như bên bánh căn có đổ trứng hay là đổ trứng cút nha, hay là bánh căn trắng ăn kèm thêm nước chấm là xí mại, trứng, da heo và cá kho. Ở đây là 08 Tiên Quang, khu phố 8, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Có bán từ 10 giờ rưỡi tới 8 giờ tối. Giá cả ví dụ như bánh không á thì tùy theo. Bánh trứng thì 4.000 cặp, bánh không thì 3.000. Còn xí mại thì mình làm thì mình bán 5.000. Trứng vịt thì 6.000, trứng gà thì 5.000. Trứng vịt mà bữa nay là cô không mua trứng vịt, có trứng cút. Bao nhiêu cặp? Ví dụ như một dĩa là 5 cặp. Ví dụ như khách kêu thêm thì mình cứ bỏ thêm cho người ta, có cặp có tiền. Chứ mình không ép. Ví dụ như sức người ta kêu 8 cặp mà ta ăn còn 7 cặp thì mình vẫn tính tiền 7 nhưng cặp. Nhưng mà bánh trứng thì không có được. Tại bánh trứng người ta kêu 10 cặp rồi phải lấy 10 cặp. Tại bánh trứng, có trứng nó đã hòa vô rồi á thì cũng khó. Trứng, xí mại, da heo, cá kho, ăn lại xí mại, ăn lại cá, ăn lại gì đó tùy. Xí mại là mình mua thịt đó về, rồi có nạc có mỡ về mình rửa, bỏ muối vô mình rửa, mình chà rửa, rồi hành đồ, rồi hành tím rồi đó, gia vị đó, mình tự nhà mình xây, mình tự làm. Cô mới hấp xong á rồi cũng tới làm xong mình bỏ như một chân cái thỉ vậy đó. Cá kho là chính, cá gì cũng được, ví dụ như cá nục, cá chỉ, rồi cá bạc má, là cá trâu trắng, tùy theo, cá ngừ. Nhà mình thì tới mùa mình đi chợ thích cá nào mua cá nấy, cá tùy theo bữa chợ, tùy hơn. Nó rục chứ, không, kho cho nó rục, cho nó thơm chứ, rồi xong mình đỡ lửa riêu bắt đầu con cá nó thấm vô trong đó, ăn rất là thơm, bùi. Do mình kệ vô nó chín rồi là nó bung cái dành nó lên, mình dễ làm hơn. Cái này vẫn không có khuôn cũ chừng nào thì nó ngon chừng nấy chứ, càng cũ càng ngon. Thế nó bởi thôi, nó bởi cũng mới thay khuôn mới nó ít ngon, khuôn cũ nào là nó đã có độ. Cái này nó bán ly riêng, lọt bán riêng, khuôn cũng bán riêng. Chiều có vợ chồng luôn ta tới ta mua ăn. Hôm này một xe 12 chỗ ngồi á, cô bán miếng thứ 5 giờ chiều mưa là vô là ăn hết luôn, dẹp luôn. Là mình mua gạo mà phải gạo nở hay xốp, gạo cũ mình phải ngâm, mình ngâm vò cho nước nó còn trong á, bắt đầu mình để qua mình ngâm vò sạch rồi mình ngâm xong rồi chừng khoảng 3 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ vậy đó mình đi xay. Xay ra rồi giờ mình mới lấy trùng theo cái độ của cái bánh đó. Cũng tùy theo lửa nữa, lửa nó vừa thì bánh nó ngon, lửa nó ít thì bánh nó không ngon. Tùy theo bánh ngon thì phải là mình lấy trùng bột với lại gạo, hai nữa là lửa nó điều lửa thì bánh nó ngon, mà nó không điều lửa là bánh nó không ngon. Đó là lý do tại sao mà cô sử dụng
cái lò này là lò truyền thống hồi xưa giờ. Là đổ bánh căn mà phải đổ bằng cái nồi đất nung mới được. Nồi đất nung cũng được, nhưng mà bây giờ có nhiều chỗ thì người ta bán bằng lò bằng khung bằng sắt, thì người ta lại xài bằng lò ga. Còn đây mình chỉ bán một lò thôi, không nhiều. Xốp mà dẻo ngon lắm, đều hơn. Cái bánh nó chín đều hết, nó không có trong mà chín ở ngoài chín mà trong sống.